Sau khi chơi và nghịch thật là sung sướng với các hạt nở khổng lồ thì mình cho tất cả các hạt nở này vào trong cái chai các bạn ạ. Trời ơi, nó sung sướng kiểu gì ấy, nó mềm, nó mướt ở trong tay ấy. Các hạt nở thì màu sắc đẹp lung linh luôn, trông như các hạt kim cương ấy. Mà chơi hạt nở này thì các bạn sau khi chơi xong phải nhớ rửa tay thật là sạch nhá. Bởi vì cái này dù sao đi chăng nữa mình nghĩ nó vẫn có hóa chất đấy. Nếu không thì làm sao nó có thể nở từ hạt rất là nhỏ để mà thành hạt to như thế này. Mình cũng chưa dám cho con mình chơi cái này đâu, bởi vì mình cũng sợ các bé cho cái này vào miệng ấy. Mua cái này về thì mình là người khám phá đầu tiên để xem nó ra làm sao đã. Tay của mình sau khi chơi xong có ngứa không, có bị dị ứng không, rồi thì mình mới có thể cho các bé chơi trong cái sự giám sát của mình. Hiện tại thì mình thấy mọi thứ đều rất là ok. Cái hạt này nó nở ra cực kỳ đẹp luôn ý.